Chào mừng các bạn đến với tiết học mỹ thuật, bài giảng trực tuyến môn mỹ thuật 7 năm học 2019-2020. Cô xin tự giới thiệu, cô là Phạm Khánh Hà, giáo viên giảng dạy bộ môn mỹ thuật đến từ trường trung học cơ sở Hoàng Diệu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn học bài chủ đề 2, vẽ trang trí. Chúng ta sẽ đến với bài trang trí đĩa tròn. Chuẩn bị dụng cụ ngày hôm nay các bạn cần thiết đó là vở ghi bài, sách giáo khoa, bút mực, bút chì, compa, thước kẻ, gôm, bút màu các loại và giấy A4. Đối với phần chuẩn bị dụng cụ này, các bạn có thể bấm tạm dừng và các bạn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trên bàn học của mình nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài mới. Chủ đề 2, vẽ trang trí đĩa tròn. Chúng ta sẽ đến với phần 1, la mã, quan sát và nhận xét. Các bạn cho cô biết công dụng của đĩa tròn trong đời sống là gì được không nào? Trên đây cô có một vài hình ảnh minh họa về đĩa tròn trong đời sống. Các bạn xem từng hình và các bạn suy nghĩ về mục đích sử dụng của từng đĩa tròn. Những chiếc đĩa tròn này dùng để làm gì các bạn có biết không? Là dùng để đựng thức ăn. Thông thường những chiếc đĩa dùng để đựng thức ăn sẽ có màu sắc tươi sáng, họa tiết trang nhã, đơn giản. Còn những chiếc đĩa này các bạn có biết công dụng chủ yếu là để làm gì không nào? Những chiếc đĩa này được dùng để trang trí. Thông thường người ta sẽ có một cái giá để trang trí trên bàn hoặc là trang trí treo trên tường. Các bạn có thể xem qua một vài hình ảnh minh họa về trang trí đĩa tròn. Đĩa tròn được áp dụng để trang trí trong nhà cửa, đời sống hàng ngày. Có thể là dùng để làm đồng hồ treo tường, hoặc có thể dùng để trang trí trên những bức tường với họa tiết, hoa văn to nhỏ khác nhau, màu sắc trang nhã phù hợp. Đối với công dụng này, cô có một mẹo nhỏ dành cho các bạn. Các bạn có thể tái sử dụng lại những chiếc đĩa nhựa đã cũ và các bạn vẽ trang trí lên trên đó, vừa bảo vệ môi trường lại vừa làm đẹp mắt cho nhà cửa nữa, đúng không? Chất liệu của đĩa tròn thì rất đa dạng. Các bạn có thể quan sát những hình dưới đây. Cô xin giới thiệu đến các bạn chiếc đĩa đầu tiên được làm từ chất liệu mây tre đan. Kế bên là gốm sứ, đồng. Ba hình bên dưới là đĩa làm từ gỗ, thủy tinh và nhựa. Về họa tiết có thể là họa tiết hình con vật, hoa lá, chữ hoặc hình con người, phong cảnh, hình kỷ hà. Nói chung về họa tiết sẽ rất đa dạng và phong phú, tùy khả năng sáng tạo của từng bạn. Cách sắp xếp họa tiết sẽ có 4 cách cơ bản. Cách thứ nhất, các bạn quan sát có thể thấy được rằng trên chiếc đĩa có một họa tiết và họa tiết này được lặp đi lặp lại nhiều lần trên vòng tròn của chiếc đĩa. Bằng các kiến thức đã học ở học kỳ 1, các bạn có thể đoán được rằng đây là cách sắp xếp nhắc lại một họa tiết duy nhất và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chiếc đĩa thứ hai, các bạn quan sát có thể thấy trên chiếc đĩa có hơn một họa tiết, ở đây sẽ có hai họa tiết và được lặp đi lặp lại, tuy nhiên là lặp đi lặp lại xen kẽ nhau giữa họa tiết lớn và họa tiết nhỏ. Đây là cách trang trí xen kẽ. Đối với chiếc đĩa thứ ba, các bạn quan sát có thể thấy họa tiết trên chiếc đĩa thứ ba này mang tính chất đối xứng giữa trái và phải, giữa trên và dưới, hay nói đúng hơn là đối xứng ở bốn góc.
Cách trang trí này các bạn cũng đã từng học kiến thức ở học kỳ 1 rồi. Đây là cách trang trí đối xứng. Và chiếc đĩa cuối cùng, các bạn quan sát họa tiết. Chiếc đĩa cuối cùng này được trang trí không theo mô típ nhắc lại, xen kẽ hay là đối xứng, mà có những mảng hoa to, nhỏ, nằm bố cục tự do. Tuy nhiên vẫn có chính và phụ, các bạn quan sát có thể thấy họa tiết to là họa tiết chính và những họa tiết xung quanh là họa tiết phụ. Đây là cách trang trí mảng hình không đều hay còn gọi là bố cục tự do. Về cách bố cục họa tiết các bạn đã học ở học kỳ 1 rồi, chúng ta sẽ có 4 cách trang trí cơ bản nhất, đó là nhắc lại, xen kẽ, đối xứng và mảng hình không đều. Về màu sắc trang trí trên đĩa thì rất đa dạng, có thể sử dụng màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã, tạo cảm giác sạch sẽ và ngon miệng. Đây là một số ví dụ về chiếc đĩa được sử dụng màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã. Ngoài ra còn có thể sử dụng màu sắc mang tính tương phản hoặc bổ túc để làm tăng vẻ đẹp của chiếc đĩa. Thông thường những chiếc đĩa sử dụng màu sắc sặc sỡ hơn sẽ được dùng để trang trí. Đây là một vài cách sắp xếp và kết hợp màu sắc cô sẽ giới thiệu đến các bạn. Chúng ta có thể sử dụng gam nóng hoặc lạnh để trang trí cho chiếc đĩa, hoặc gam sáng, tối, màu bổ túc, màu tương phản, tông màu trầm hoặc tông màu dịu nhẹ. Các bạn có thể ứng dụng một số cách kết hợp màu này để trang trí cho chiếc đĩa của mình. Tùy sở thích cũng như khả năng trang trí của từng bạn mà sẽ chọn cho mình từng gam màu trang trí khác nhau. Cuối phần 1 La Mã, cô xin tổng quan lại phần kiến thức. Nhắc về công dụng của đĩa tròn trong đời sống, đĩa dùng để đựng thức ăn, trang trí đời sống, trang trí ứng dụng. Chất liệu đa dạng như mây tre đan, hoa lá, chữ, con người, phong cảnh, hình kỷ hà. Về cách sắp xếp, có 4 cách cơ bản, đó là nhắc lại, xen kẽ, đối xứng và mảng hình không đều. Về màu sắc, chúng ta sử dụng kết hợp giữa gam nóng hoặc lạnh, sáng hoặc tối, gam màu bổ túc, màu tương phản, tông màu trầm, tông màu dịu nhẹ. Đây là phần kiến thức các bạn có thể ghi chép vào vở. Để các bạn nắm vững kiến thức hơn khi làm bài, các bạn lưu ý đối với phần này các bạn có thể bấm nút tạm dừng để chúng ta ghi bài được đầy đủ hơn, cũng như là không bỏ sót kiến thức. Chúng ta sẽ đến với hai La Mã cách vẽ. Có 4 bước cơ bản để vẽ bài. Các bạn thử dùng kiến thức đã học và các bạn đoán xem 4 bước đó theo trình tự như thế nào nhé. Trên đây cô có 4 hình minh họa về từng bước để làm nên một bài trang trí đĩa tròn. Dựa vào 4 hình minh họa này theo thứ tự, các bạn có thể đoán xem từng bước bao gồm những gì. Đây là bước thứ nhất. Các bạn sẽ dùng compa kẻ một đường tròn cân đối trên tờ giấy A4. Sau đó các bạn sẽ kẻ trục bằng thước thẳng. Các bạn lưu ý, đối với bài vẽ trang trí, các bạn được quyền dùng thước kẻ nhé. Bước đầu tiên, kẻ hình tròn và trục đối xứng cho hình. Bước thứ hai, sau khi đã kẻ được hình tròn và các trục đối xứng thông qua tâm, các bạn có thể đặt họa tiết vào trong hình tròn. Tùy sở thích cũng như mục đích sắp xếp họa tiết trên bài, các bạn có thể bố cục các họa tiết theo lối xen kẽ, đối xứng, lặp lại hoặc là trang trí tự do mảng hình không đều. Trên đây cô sẽ lấy ví dụ về cách sắp xếp cơ bản nhất, đó là cách sắp xếp xen kẽ để cho các bạn dễ hình dung hơn nhé. Bước thứ hai này gọi là phác mảng hình hay còn gọi là phác bố cục. Và đây là bước thứ ba để hoàn thiện một bài. Đối với bước này, sau khi các bạn đã sắp xếp về bố cục của họa tiết, cũng như đã suy nghĩ sáng tạo ra từng họa tiết để đặt vào, thì các bạn bắt đầu vẽ. Các bạn lưu ý, nếu các bạn sử dụng hình thức vẽ lặp lại hoặc xen kẽ
và đối xứng thì họa tiết trên hình bắt buộc phải lặp đi lặp lại, cũng như là hình ảnh của họa tiết phải giống nhau. Riêng đối với cách trang trí mảng hình không đều thì các bạn nên lưu ý họa tiết không cần nhất thiết phải giống nhau, nhưng phải có bố cục chính và phụ. Đối với bước 3 này là bước vẽ họa tiết. Sau khi các bạn đã thực hiện 3 bước trên thì gần như bài mình đã hoàn thiện. Mình sẽ bôi bỏ đi các trục đối xứng mà mình đã kẻ, những phần hình vẽ chưa đúng, những phần vẽ thừa, những nét thừa. Sau đó các bạn sẽ có được một bài hoàn thiện. Bước cuối cùng chắc chắn là chúng ta sẽ vẽ màu. Ở đây cô có một số gợi ý về cách sắp xếp họa tiết và vẽ màu dành cho các bạn. Các bạn có thể quan sát để thấy. Các bạn nhớ lưu ý việc chọn màu cho họa tiết và chọn màu cho nền phải đặc biệt, làm sao cho bài của mình nổi bật hơn. Và đây là một số bài tham khảo của các bạn học sinh đã từng làm. Các bạn có thể quan sát và thấy. Cô xin nhắc lại về cách vẽ ở phần 2 La Mã. Chúng ta sẽ có 4 bước cơ bản để làm nên một bài vẽ trang trí đĩa tròn. Bước thứ nhất, kẻ hình tròn và trục đối xứng. Bước thứ hai, phát mảng hình hay còn gọi là phát bố cục. Bước thứ ba, vẽ họa tiết và cuối cùng là vẽ màu. Các bạn lưu ý, đối với phần này, các bạn có thể bấm tạm dừng lại để có thể ghi chép bài đầy đủ nhằm có kiến thức vững để làm nên bài trang trí đĩa tròn. Và bây giờ chúng ta đến với phần 3 La Mã, bài tập thực hành. Cô có một đề cho các bạn, đó là trang trí đĩa tròn với đường kính là 16 cm. Về chất liệu tùy chọn, các bạn có thể sử dụng chất liệu giấy, chất liệu màu sắc tùy chọn. Ở đây, cô có một gợi ý dành cho các bạn. Các bạn có thể tái sử dụng lại những chiếc đĩa nhựa cũ ở gia đình mình để mình trang trí lên trên đó. Và vấn đề thứ nhất là mình có thể hoàn thiện được một bài vẽ. Ngoài ra, mình còn bảo vệ môi trường cũng như là giữ chiếc đĩa này lại để trang trí cho gia đình. Một phần dặn dò nho nhỏ dành cho các bạn. Các bạn nhớ ghi bài đầy đủ phần trang trí đĩa tròn này. Ngoài ra, các bạn nhớ xem trước bài mới, chủ đề 3, vẽ theo mẫu, lọ hoa và quả. Đối với phần lọ hoa và quả, một số dụng cụ các bạn cần chuẩn bị trước. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như chúc các bạn làm bài thật tốt nhé.